hướng dẫn làm toàn bộ nhiệm vụ sự kiện. Xe tải kem ùn ùn. Đầu tiên là nhiệm vụ nhận phần thưởng ngày thứ 5 của bảng điểm danh, thì cái này mọi người phải điểm danh liền 5 ngày thì mới nhận được nhá. Tiếp theo là nhiệm vụ chụp ảnh cùng chị kem, thì mọi người đến chỗ chị kem rồi lấy máy ảnh ra chụp ảnh, vậy là hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ này bạn sẽ nhận được 50 xu kem nhá. Nhiệm vụ thỏa sức ăn thật nhiều kem là chúng ta phải ăn 25 cây kem. Ăn từ sáng đến tối thì cũng hoàn thành nhiệm vụ và chúng ta sẽ nhận được 50 xu kem nhá. Tiếp theo là 7 nhiệm vụ lời thỉnh cầu của kem ly. Ở nhiệm vụ này ta chỉ cần ăn một que kem là hoàn thành. Nắm năng lượng kem xong thì sẽ nhận được 10 xu. Nhiệm vụ làm một chậu ly kem, mình sẽ chế tác chậu ly kem tại xưởng. Cần cành cây và con bướm vàng để chế tác, và chế tác xong thì chúng ta sẽ nhận được 45 xu. Nhiệm vụ giúp mang thuốc khẩn cấp đến thì các bạn chỉ cần mua thuốc khẩn cấp ở phòng khám và sẽ nhận được 15 xu nha. Tiếp theo là nhiệm vụ phát kem cho cư dân, các bạn sẽ phát kem theo chỉ dẫn của kem ly và sẽ nhận được 30 xu. Nhiệm vụ mang kem 3 tầng đến, các bạn sẽ mua kem ở chỗ chị kem rồi nhận thưởng đó là 15 xu. Nhiệm vụ phát kem và mua kem sẽ lặp lại nên các bạn cứ làm theo hướng dẫn là được nha. Tiếp theo là 7 nhiệm vụ với ốc quế. Thứ nhất là gặp Momo ở khu resort và được 30 xu. Thứ hai là chế tác vỏ kem ở khu chế tác, hoàn thành sẽ nhận được 45 xu. Nhiệm vụ phát kem cho cư dân, ta làm tương tự như nhiệm vụ với kem ly và nhận được 30 xu. 4 nhiệm vụ tiếp theo là mang kem, phát kem và mua kem thì chúng ta cứ làm theo hướng dẫn là được. Nhiệm vụ đặt ghế kem trong nhà thì các bạn đến xưởng chế tác và chế tác ghế kem, sau đó vào nhà và đặt ghế kem ngồi lên là ok nha. Nhiệm vụ chế tạo vật phẩm chủ đề kem thì tại xưởng chế tác các bạn chế tác 5 món liên quan đến chủ đề này là được nha. Nhiệm vụ lời thỉnh cầu của Momo, nhiệm vụ mua sô cô la và nhiệm vụ mua bánh bonobono thì dễ dàng rồi. Nhiệm vụ câu cá chép thì mình khuyến khích các bạn câu ở trong nhà 700 kim cương thì sẽ nhanh lên nha. Nhiệm vụ câu cá ngọt, các bạn vào khu camping và câu thì sẽ lên nhanh nè. Và khi hoàn thành tất cả các sự kiện này thì các bạn sẽ nhận được một phần thưởng, đó chính là một chiếc xe tải kem.